Xin chào tất cả các bạn, mình là Lý B. Chào mừng anh em trở lại với Big ARK hay còn gọi là Minecraft ARK nha. Thì ở tập này mình đã có được cái yên của con rồng lửa rồi. Cái yên này ở trong game mình không có đâu anh em à. Cái yên này thì nó chỉ có một cách duy nhất là xin nhà làm game thôi. Mình đã liên hệ với nhà làm game và xin với mã số là 1176 các bạn. Thì nó cũng giống như block nước thôi, các bạn bấm tab nè, sau các bạn ghi là ZVITEMNUM cách ra nha, khoảng cách nha, 1176 cách 1 cách 1 cách 0. Thì một đó là cái một đầu tiên là cái số yên thì mình chỉ còn một cái thôi, nếu mà mình ghi 100 thì nó chi nhiều, mình chỉ có một con rồng thôi mà, không thì khi mà các bạn bấm enter đấy thì nó sẽ cho mình một cái yên. Đấy, cái yên của con Flame Dragon nó giống gì nè, nhưng mà cái yên của Flame Dragon này không có chế được đâu anh em ơi, các bạn không có chế được, tại vì trong game nó không có cái yên của con rồng, các bạn chỉ xin được những hành thôi, các bạn chỉ chết ra, gọi là nó thẳng là các bạn chỉ chết ra thôi, thì cái game nó không có mà mình thấy phải đành xin thôi chứ biết sao giờ. Thì ok, ở tập trước Lì đã bắt được một em người đá, thì Lì đặt cho em này là viên đá nhỏ nha. Mình đặt cái em này là viên đá nhỏ rồi, ok đi theo Lì. Và mình có được cái bộ đồ ma thuật đấy, rất là đẹp, một công cô phù thủy nhỏ. Thì có nhiều bạn thắc mắc nghe nói vì sao là Lì chơi game toàn chơi nhân vật nữ không, đúng không? Thì đó là lý do, bởi vì trong cái game này, hoặc là mình thấy bất kỳ những cái game nào mình chơi luôn, là đồ của nhân vật nữ lúc nào cũng đẹp hơn đồ của nhân vật nam hết. Và bây giờ ở tập này á, Lì sẽ đi tìm bắt một con Fire Elemental nha. Xong rồi mình trở về nhà luôn. Chứ còn mình có Ice Elemental, mình không có Fire kỳ lắm, có băng có lửa nó mới vui. Viên đá nhỏ nha các bạn, mình nghĩ là đặt tên vậy là được rồi, vậy cho nó vui. Chứ bé bự hay là ăn mập rồi là mình có hết rồi, mình đặt tên là viên đá nhỏ đi cho nó cute. Đấy, thì cái yên con rồng đẻ nha các bạn, yên rồng đẹp ghê chứ. Rất là nhiều bạn nhắc mình chứ không là mình cũng không có biết, tại vì lúc đầu mình định làm yên rồi mà sau này mình tìm cái yên nó không có ra. Có con file elemental kia kìa, đừng đánh nữa, người đẻ đứng đây luôn đi, nên mình quay mình dụ con file elemental. Mình cũng không có biết có cái yên, xong khi mình lên trên nhà phát hành á, mình lên trên gọi là lên wiki á, nói chung trong mỗi game nào nó cũng có một cái wiki hết. Cái wiki là cái hướng dẫn các bạn lên Google, các bạn search là pick ARK wiki ha, pick ARK wiki, thế là các bạn có thể chết rồi, cái bẫy này nó lên rồi. Đâu rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm một con Fire Elemental khác. Ok, bên kia kìa. Rồi, thấy rồi. Qua đây. Fire Elemental, qua đây. Hôm nay mình sẽ bắt được con này và quẩy con này. Đấy, qua đây. Đâu, dừng tí núi bây giờ. Qua đây. Ủa, có con Golem nữa chứ. Nhưng mà con Golem nó dưới không có lâu đâu. Mình chủ yếu là con Fire Elemental thôi. Con Golem nó dưới một lát là nó biến thành cục đá ngay. Ở bên kia cũng có con nữa kìa, nhiều ghê nha. Qua đây, Fire Elemental. Thấy không các bạn, con Golem nó dưới một lát à, là nó biến thành cục đá à. Đây, cái bẫy của mình bên kia kìa. Ơ, sao có một con Golem này nó vô đó làm chi vậy? Khùng thế. Dưới con này cái nè. Rồi, dưới con này cái đã. Tự nhiên đâu ra có con Fire Elemental rồi trời. Có con Golem Elemental ở bên này, Elemental không anh em? Không ổn rồi. Chết rồi. Hai con nó dí vô một chỗ rồi. Mình cắn cái con người đá đi. Đấy. Cắn chết con người đá, con kia bị kẹt rồi. Cắn cho chính xác nha. Ê, mình đang gây đam hai con luôn kìa. No. Cắn một con thôi. Fire Elemental level 27 cũng được. Tụi nó như cũng 5.000 máu hết đấy các bạn. Đâu, hình như mình nhớ là Fire Elemental 2.400 máu.
đó, 4.000 máu, 4.000 máu mới đúng. Đấy, bây giờ là mình gây tê ảnh nè. Anh bắn bằng cung gì ạ? Như nghi ngờ là cung Magic thôi, bên này là bắn bằng cung Magic hết thôi. À đúng rồi, bắn bằng cung Magic. Nó ghi là Magic Crystal. Ok, bây giờ gây tê một phát, hai phát, coi chừng bắn trúng râu con rồng. Ba phát. Ok, bây giờ mình bắn cho nó ngủ nha. Đấy, nó có skill rồi anh em à. Lâu thế, trời ơi, bây giờ máu nó chảy máu nhiều quá rồi. Mình sao nó vẫn chưa ngủ rồi trời, như nãy nó bị cắn mấy phát á. Rồi ngủ, ok. Oh, yeah. Con này là nó ăn cái ngọc ngọc lửa. Tại vì trước mình cũng tem con Ice Dragon rồi. Ok, có ngọc lửa luôn. Trước mình tem con Ice Dragon rồi, nó ăn ngọc băng. Con này là nó khác với con kia anh em à. Minotaur làm gì vậy? Vãi chưởng Minotaur. Nó đang tiến vào bên phía mình kìa. Bây giờ là có thể tấn công thoải mái rồi. Chơi nó đi. Người đá, chơi nó này người đá ơi. Chơi nó đi người đá. Viên đá nhỏ, xúc nó đi. Bây giờ đánh hết tất cả, không trừ một ai hết. Quất hết, quất hết. Ai mà đến khu vực này là mình giết hết. Dám đùa, giết con mập này luôn. Con này là con Cyclops một mắt. Giết nó. Giết nó. Con này xem nó đặt tên giống cái tàu Cyclops của trong cái chợ Subnautica vậy nè. Hình như là cái Cyclops là thường thường cái gì có một mắt hay là khổng lồ rồi á. À, coi chừng, coi chừng, coi chừng. Ok, để coi thông số như nào. Thì đây là em Fire Elemental đang ngủ, đang ngủ ngon. Cởi em Fire Elemental có thể nấu đồ ăn cho anh người luôn nè. Ghê thiệt. Gần 5.000. Ơi gì ơi, ở đâu vậy? Ở đâu chó chạy tới cắn này chờ. Xích chút nữa là hẹo rồi. Nguy hiểm người ta. Chó ở đâu vậy? Trời ơi, dính độc kìa. Dữ, mình cũng bị dính, nó bị phun độc mình cũng bị dính luôn. Trời ơi. Trời ơi, nguy hiểm quá anh em ơi. Ở đâu chạy tới quốc rồi trời. May quá, không sao không sao. Thôi trời, đồ cho hai cái mũi tên. Hình như có một mũi tên băng hay sao ấy. Không có một mũi tên đá. Không bắt. Ok, và bây giờ mình sẽ chờ cho em này đói nhiều lên. Đói cỡ 500 đơn vị máu á. Là mình cho ăn Magic Stone là được. Và mình đã bắt lại một con khác rồi các bạn à. Bởi vì mấy cái con kia nó cứ spam ra rồi nó phá. Nó cứ đánh chết cái con này hoài à. Bây giờ bắt lại một con khác rồi. Con này level 16. Cứ ra rồi đánh chết con của mình hoài, bó tay luôn. Không biết còn ngọc lửa không nữa. Còn ngọc lửa không em? Ok, còn 65 ngọc lửa nè. Ráng ráng ăn nè. Hy vọng là sẽ không bị phá đám nữa. Ok, ráng ăn đi em. Mình sẽ bảo vệ con này. Đấy, tụi nó cứ tới, tụi nó đánh cái con mình tem hoài à. Mình tem chết mấy con rồi. Không có đánh mình mà cứ spam mình chạy vô lỗ xong rồi đứng đánh cái con đang bất tỉnh. Bó tay luôn. Con này nó spam ngay trong cái vùng của. Nó spam ngay trong cái lỗ luôn chứ. Mình chả hiểu nữa. Sao mà cứ phá đám không thì trời. Nó spam ra trong cái lỗ luôn. Bó tay thiệt. Phá đám vừa thôi. Để cho người ta còn bắt nữa. Phá đám dễ sợ luôn. Thôi được rồi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi, nó chạy rồi thôi. Viên đá nhỏ sung quá. Nó chạy rồi thôi, qua đây, qua đây, qua đây. Nhiệm vụ của mình là bảo vệ con này. Trời ơi, con này nó ăn lâu cực kỳ luôn. Hồi nãy giờ không ăn luôn. Mà đói 100 mấy đơn vị rồi. Kỳ vậy ta. Nó không có chịu ăn cái gì hết anh em ơi. Để mình bỏ thịt vô bắt nó nấu được không nè.
không, hình như là nó chưa phải của mình nên là mình bỏ thịt vô không được đâu, chưa bắt nó nấu được đâu anh em à. Ờ được luôn nè, nấu thịt đồ ăn nè các bạn ơi. Ơi ờ, chừng nào nó lại của mình à, thấy nấu thịt đùi ăn đem theo nấu khoai rồi nấu cà rốt đồ ăn khoai với bắp. Còn này ăn lâu quá, sao mà ăn lâu thế, ăn lâu quá các bạn ơi, nãy giờ mình chờ lâu quá mà nó kiểu như nó ăn không chịu ăn, chắc mình phải dùng lệnh bắt nó quá. Thôi mình dùng lệnh đi, đu tem đi, tại vì coi như là cái thời gian của mình chờ đợi nó phí á. Đu tem nha, đu tờ tem nha. Đấy, cho nó nhanh đi. Đặt tên con này là người lửa hả? Đặt tên con này là cứ đặt fire elemental đi. Còn các bạn thích đặt tên nào thì đặt. Lâu lắm mấy bạn ơi. Thì cái con nào mình chờ được chứ con này mình chờ không được đâu. Mình chờ nửa tiếng rồi nó ăn căng miếng à. Mà trong khi nó đói nó cũng khi mà nó đói bình thường á, ví dụ như một con mà nó đói cỡ mấy trăm đơn vị á là nó ăn liên tục. Còn đây nó ăn một cái là nó đầy luôn. Chả hiểu luôn, nó ăn một cái là nó đầy cái lượng thức ăn của nó, xong cái nó lại đợi xuống mấy trăm đơn vị nó ăn thêm miếng nữa. Con này nó không ăn, nó không có chịu ăn. Nó không có biết đó là gì hết. Và sau khi mình tiêm xong là mình ngồi ngay cái vị trí này luôn. Ờ cũng đẹp chứ bộ. Đấy. Thì nói chung là cái thời gian của mình bỏ ra mình chờ đợi vậy lâu lắm. Nên là liệu quyết định đu tem, chứ có nhiều con mình cũng từ đầu tới giờ mình toàn là đợi không à. Tại vì con nó lâu quá. Đấy. Ồ mình cưỡi cũng ổn hay chứ. Nhìn quá đẻ luôn anh em à. Đây mình kéo băng đi quýt lộn nè. Kéo băng đi quýt lộn nè. Rồi giết nó đi. Giết con này nhanh chóng thôi. Giết nó, giết nó. Rồi bây giờ là mình có 3 thằng rồi. Đấy. Đó chứ. Có em Baby Chin nữa chứ. Đấy con rồng nó đi làm kiệt rồi. Con rồng đừng có ấy. Quýnh lộn kia rồng làm gì vậy? Quýnh lộn bên này không chịu quýnh. Rồng bị gì vậy rồng? Đấy rồng vô kìa, rồng vô kìa. Thôi con rồng bị kẹt rồi, Từ từ. Các bạn hỏi ví dụ như mấy cái con thú mình đang bay á, thì mình làm cách nào để cho nó dừng lại, để cho nó đậu á, thì các bạn đi T này, xong các bạn để vào switch stop on nè, thì những con đang bay nó sẽ hạ cánh xuống. Mình sẽ cho con này theo theo sau ở cái mức độ medium thôi. Rồi gì đây, giết nó đi. À tí nữa mình nấu đồ ăn ở trên lưng cái con này thử. Giết nó đi. Đấy, nãy giờ mình quẩy quá nhiều luôn rồi. Giết nó đi. 3 đấu 1 mà làm sao mà không chết được. Giết nó đi. Rồi nó giết mình gần chết luôn chứ. À, nấu thịt đùi cho các bạn ăn thử nè. Đấy nấu thịt đùi nè. Rồi. Tăng máu con này nhiều lên. Stamina nữa. Tăng đam lên. Nãy giờ mình farm quá trời mà. Đấy có được 3 miếng thịt đùi nấu chín nha. Quá ngon anh em ơi. Ngồi trên yên con này là khỏi sợ đói luôn. Cứ có thịt là ok. Cứ nó giết được là nấu luôn. Kiểu như nó giết được con này mà có thịt là nó nấu thịt luôn. Quá sướng. Gì cứ đi cứ dính chùm khó chịu ta. Rồng đi dính chùm khó chịu quá anh em ơi. Rồi ok đi thôi. Đi. Đấy có thịt đùi ăn rồi. Lâu nay mới ăn được miếng thịt đùi. Hồi giờ mình ăn toàn thịt thường không à. Đấy hơi bị no luôn. Giết. Bây giờ mình giết cái con người đá đây. Con người đá này hơi mạnh á. Giết nó. Ồ bây giờ mình cho nó dính hiệu ứng lửa thôi. Rồi cho mấy con kia tăng. Rồi nó ném cục đá chúng mình đâu chứ. Đấy cho mấy con này tăng. Rồi mình đứng ngoài mình đánh thôi. Ba con vô quất. Chơi nó. Người đá lên vào ba hả? Người đá lên vào ba hả? Tụi mày phải chết. Thường thường những con khủng long bay á, mà nó đánh nhau á, nó quằn lâu lắm.
nếu mình không điều khiển nó đánh một cái xong cái nó xoay một vòng đợi lâu lắc rồi anh em à. Ghê vậy trưởng, đánh nhau lớn rồi, đánh nhau lớn rồi anh em ơi, đánh nhau lớn rồi, đánh nhau lớn rồi. Mình phải cưỡi lên trên yên con rồng à mới có phát huy tác dụng. Nó gây đem chính, nó gây đem chính mà nó cứ đi lung tung hết, nó đánh một cái à, gây đem chính là phải kiểu như là phải đánh liên tục. Rồi thì em này nhẹ, em phai phai elemental chỉ có 95 kg thôi, người đá gì đến 165 kg luôn. Ok thôi về, lâu quá rồi mới về nhà. Ok phải về thôi anh em ơi, ăn cái. Nhà của mình là nằm hướng nào vậy? Đấy, nhà của mình là nằm hướng bên này nè, hướng biển nè. Đấy, bây giờ sẵn tiện mình sẽ cho em Long Vương này bơi luôn cho các bạn coi luôn nha. Bây giờ mình sẽ bơi xuống dưới biển coi thử. À bây giờ mình tạo một cái lốc xoáy ở dưới biển thử đã. Đấy, đây là tạo lốc xoáy nè anh em ơi. Ồ dữ. Này là con rồng nó có thể bơi được dưới nước và bơi được trên cao luôn. Ngon ghê các bạn. À để kêu con này thử. À, trời ơi nó quýnh mình có bao nhiêu máu đâu. Ồ vậy tính ra con rồng này lợi chứ, đánh dưới nước và trên bờ được luôn. Trời ơi quá bảnh. Ồ phun lửa được dưới nước luôn nè. Ồ phun lửa được dưới nước luôn anh em ơi, đam to. Cái nó phun được 54 nha, chứ không phải như cái con ngựa nước đâu. Nếu mà con ngựa nước nó lại phun ra được ít, rất ít đơn vị. Nhưng mà mình bị hết oxy, mình hết oxy là mình chết đấy. Quá ngon. Con này nó phun lửa ở dưới nước nó đam to lắm. Rồi chấp hết bầy gà Megalodon luôn. Chấp hết luôn. Mình chỉ sợ là hết oxy thôi. Như mình có đem theo bộ đồ lặn nữa. Thôi nhưng thôi, đánh cho biết thôi chứ mình đâu cần thiết phải càng quyết đâu. Trời ơi nó phun ra được 54 à. Dữ. Chùm rồi. Con rồng này là chùm rồi. Chùm trên bờ và lẫn dưới nước luôn à. Leo lên, bơi lên. Ôi quá dữ anh em ơi. Ok về đến nhà rồi. Mỗi lần mà mình về đến nhà là đều mang những cái mới về. Ôi cho em đổ ở đây đi. Rồi em rồng đổ cho nó thẳng hàng tí. Trước khi mà mình cho mấy em ra ngồi thì mình sẽ thay cái khối marble này thành khối kính. Bởi vì ở tập trước mình hướng dẫn các bạn xây cái bể này đúng không, nhưng mà có một anh ở trên YouTube đưa ra ý tưởng là thay cái cục này bằng cục kính thành cái khối kính thì nó mới đẹp, chứ cái khối marble nhìn nó sai. Ok luôn, bây giờ mình fly lên cho dễ xây nha. Đấy, mình sửa lại như thế nào ta, mình sẽ đặt một cái block cát ở trên này. Đấy là nó hết nước rồi, xong mình phá mở block cát rồi mình đặt trên đây một block kính. Đấy xong rồi mình sẽ đặt block nước lên. Thì cách có block nước là mình đã hướng dẫn ở tầm trước rồi nha. Đấy sẽ đặt block nước lên, sau đó là mình sẽ pick up cái này lại. Đấy đấy nhìn gì nó ổn hơn. Đấy nó ổn hơn là nhìn cái khối kia, cái khối mà bồ nhìn thấy nó sai. Đấy vậy cũng được, cái khối kính nó nhìn nó trong hơn là cái kiểu như cái khối wall kính nó nhìn nó trong hơn là cái khối glass. Yeah ok, và cảm ơn anh cho một cái ý tưởng rất là hay. Đấy cái bể phun nước của mình á nhìn nó ổn hơn. Thì bây giờ lại sẽ cho mấy em ra ngồi nè. Có ba em, một em rồng mà có ba em luôn, ghê thiệt. Đây là em viên đá nhỏ. Ôi viên đá nhỏ mà quăng ra bự thù lù. Em bờ te. Và đây là em Fire Elemental. Đấy bây giờ khu nhà mình chật rồi anh em ơi, chật rồi. Giờ mình phải leo lên bờ te đã. Có cái yên bờ te không ta? Yên bờ te đâu rồi? Anh rồng còn giữ yên bờ
không có giữ yên bờ te nữa, thôi mình lỡ bay à, bay luôn đi. Thì cái khu nhà của Lì bây giờ chật lắm rồi, có một con fire elemental nè, một con người đá nè đấy, và một con rồng. Mấy cái này thì mình sẽ sắp xếp nó vào bể sau, mấy con này sắp xếp vào bể sau anh em à, chứ bây giờ nhiều quá rồi. Ăn cái đã, nhiều kinh khủng luôn. Ôi cái bể kia tụi nó vẫn đứng leo trên núi vậy. Thì em người đá và em fire elemental á, mình tạm thời cho đứng ở dưới sân đi. Sau đó là mình sẽ mở rộng cái chuồng này ra, mình mở rộng cái chuồng này ra ngoài đây nè, xây dài ra đây luôn. Nhưng mà xây theo kiểu bậc thang á các bạn hiểu không, kiểu xây theo kiểu bậc thang á, để cho nó xuống cho nó bằng cái đường này. Xong rồi nếu mà muốn lên trên cái chuồng mà có núi lửa là phải đi lên kiểu bậc thang đấy, thì mới lên được. Thì cái bể này chắc phải bự gấp đôi thì mới có đủ chỗ cho em người đá với lại em fire elemental đấy. Mấy em về với cái sân của mình đó mà cũng không đủ chỗ luôn, mà lúc đầu rộng rồi bây giờ là không đủ chỗ luôn á anh em à. Mình sẽ dành nhiều thời gian để mà trùng tu lại cái khu bảo tồn, xây lại, xây dựng lại, xây dựng thêm, kiểu như sẽ có cầu trượt rồi xích đu rồi bản hiệu rồi tùm lum lai các kiểu luôn. Nhưng mà vấn đề là lại không có nhiều thời gian, nên các bạn mỗi ngày mình làm một ít thôi. Kiểu như hôm nay là mình set up cái bồn cái bể nước nè đấy, xong ngày mai là mình làm mỗi ngày một ít thôi. Em rồng bây giờ là không có chỗ để mà hạ cánh luôn rồi chứ, nhiều quá luôn. Bây giờ là cái khu của mình là nó hơi chật rồi, mình phải kiểu như xây thêm mà. Và hình như game này có LAN game nữa để mình rủ thêm bạn bè rồi vô xây chung, chứ một mình xây bây giờ đuối quá anh em à. Đấy, sau chuyến đi thì Lì cũng đã có được cái bộ đồ khá là dễ thương, có nơ cái đồ luôn. Nhìn rất là bánh bèo. Đây là em người đá level 80 mới chế được cái yên. Level 80 thì mình có được yên người đá, có được yên của con God Dragon, có được yên của con Summerbot đấy. Thì ở tập này Lì đã bắt được con Fire Elemental. Nói chung là đánh nhau thì nó cũng bình thường thôi, thuộc dạng trung bình thôi. Tại vì đánh với con mạnh nên nó mới thấy nó yếu, chứ đánh với con mấy vùng khác nó cũng mạnh lắm. Mà chủ yếu là nó có công dụng là có thể nấu đồ ăn, nướng thịt ở trên đó luôn. Đấy, người đá là mạnh rồi, và em rồng là bây giờ là ở tập này cũng đã có yên rồi. Có cái yên này có thể chở được nhiều người luôn. Đấy, và đẹp nữa. Cái yên này thì không có chế được đâu, các bạn phải xin nhà phát hành 1176 nha anh em. Thì ok, có lẽ như video clip của mình sẽ dừng ở đây thôi. Cảm ơn các bạn để theo dõi, và nhớ like, share và đăng ký ủng hộ kênh YouTube Lì Bê Gaming. Và hãy đón chờ những clip của mình sẽ post vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày nha. Đấy, mình sẽ chào các bạn nè. Đấy, chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Thôi xong rồi các bạn ơi. Lúc nãy mình convert block, rồi mình đánh rơi em Babichin ở đây rồi. Sau này ra edit clip mình mới thấy luôn, mình mới để ý luôn. Trời ơi, à đây, trời ơi, em nó vẫn đứng đây, không có chạy đâu hết. Trời ơi các bạn ơi, hồi nãy á, là mình quăng block ấy, xong khi mình bấm nhầm nút, trời ơi, mình quăng em ra, may quá không ai đánh gì hết. Hên quá, chỗ này nó bình thường nó nguy hiểm lắm mà. Thôi về em ơi, về em ơi, chị xin lỗi nha, và sẽ là lần cuối cùng mà chị bỏ rơi em. Trời ơi, hồi nãy mình quăng block làm sao á mà. Trời, mình phải xem lại clip coi thử mình bỏ nó đâu. Mình tưởng chết rồi chứ. Cuối cùng là do mình quăng block á, xong mình bấm nhầm cái rơi ra. Thế là mình về mà không để ý luôn. Thôi về. Trời ơi, sorry các bạn nha. Sorry các bạn nha, xíu chút nữa là mất em Babichin. Xíu chút nữa là mình để sai lầm rồi. Yeah.